Rồi anh Năm sao ăn cảm thấy sao anh Năm? Không biết ngon hay không mà bữa nào cũng tô. Tô đều ăn vậy đó hả? Thôi vậy cảm ơn hai chú nhiều nha. Hai bác với bên. Nói lộn. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Sệ Vlog. Bây giờ xin mời cả nhà mình vào coi vợ mình bán nè cả nhà. Coi vợ bán đồ ngon không? Hả? Bán đồ ngon không? Bán đồ hả? À? Ngon. Ngon hả? Bữa nay rồi bán bột này nhiêu? 20 ngàn. 20 ngàn hả? Bây giờ xin mời cả nhà mình vào xem nha cả nhà. Này gan gạo đây cả nhà. Gào đây cái nhà ơi. Gào. Đây, sắp xong đây cái nhà. Quá trời. Nó gào mới nhớ. Cái này quên bà bắp cải rồi. Đó, bởi vì tôi nói sao hôm nãy giờ không thấy gào gì hết trơn. Không thấy gào gì, còn cải nó, còn bắp cải nó quên. Trời. Bắp cải thiệt à. Không thấy gạo, đã nói không thấy gạo rồi. Quên món bắp cải ăn thôi, đi chợ là bào ngâm rồi nãy giờ. Rồi bào bắp cải nghe nghe. Cải bán cháo vịt. Ăn cháo vịt. Còn bắp chuối để gỏi. Cháo đi. Có ngồi đây uống luôn. Thịt heo à, hết rồi. Thịt heo mua nhiêu? Mua cỡ nhiêu? Mua 1 ký không? 2 ký. 2 ký chắc coi thử coi. Mua hồi sáng giờ, bây giờ muốn chia cho ổng đi. Đây, đang ăn nè cả nhà ơi. Sao được không Đen? Ngon á. Hả? Ngon. Kéo cái vườn vô một chút coi. Vườn nào? Vườn xà lõn kìa. Cái con đuôi mẹ nó bẹo luôn kìa. Đuôi đụng nữa. Đây chào cả nhà cái ơi. Nè, phát tay cái ơi. Ai ăn ủng hộ anh Sệ nha. Ngon lắm đó. Được. Cháo vịt nè. Đây để đây ăn cho mua ai mua vô ăn rồi. Rồi. Sao ngon không? Quá ngon luôn. Ngon hả? Bye bye. Đây cả nhà ơi. Bữa nay có khách đông quá, còn chế bán số này cho xin coi mặt chút coi được không? Đây chị Hạnh bán vé số cả nhà. Đây. Bữa nay ngồi đợi quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời, hai ba người ngồi đợi luôn. Sao bữa nay mua cháo cái gì? Vậy hả? Rồi ba đứa chào ba đứa. Đây. Quá trời rồi Phương ăn luôn hả Phương? Nhân viên mà chưa có bộ nha. Đây. Đợi hai ba người nè cả nhà ơi. Đây cả nhà. Sao ăn được không chú? Hả? Được hả? Ăn no đó. Ăn cháo vịt đó ăn trai hả? Rồi con trai này không có tiền ăn cháo vịt thế gì hết tiền hả? Hết tiền à?
mua cháo vịt đó được. Chào cả nhà cái ơi. Đây bữa nay vợ bán nè cả nhà ơi. Anh em nào có thương ghé ủng hộ nha cả nhà, rồi nhớ chia sẻ ủng hộ luôn nha cả nhà ơi. Làm một tô nữa hả? Tô cho mà thím đồng, thím giáo, thím giáo đồng. Cỡ này mà ế ẩm quá cả nhà ơi, bày ra để làm chút mưu sinh. Đây, video xin tạm dừng tại đây nha cả nhà, hẹn gặp lại clip sau nha, bye bye.